tiền này có tên gọi là đèn pha màu, phong cách gia đình sang trọng. Nó được sử dụng bóng led 7 màu nên rất là tiết kiệm điện và rất là bền. Đèn có chế độ đổi màu theo nhạc và đổi màu tự động. Đèn này sử dụng tốt cho không gian từ 15 cho đến 30 mét vuông. Đèn này còn phù hợp với mọi người có thể mua trang trí cho những cái sảnh nhà hàng, khách sạn, tiệc cưới 5 sao sang trọng. Đây là mẫu đèn led pha màu đang được bán chạy nhất tại công ty bên mình. Mình đang quay và giới thiệu đèn thực tế tại showroom của công ty BAH. Dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa Bose L1R08. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.